Welcome to Eden Garden English. I'm teacher Mai Anh. Hello các con. Ở bài trước mình đã có đi học về phần ngữ pháp của thể hiện tại đơn rồi đúng không? Nhưng mà mình mới đi tìm hiểu xem là thể khẳng định của thể hiện tại đơn thì nó như thế nào. Còn hôm nay cô và con sẽ cùng đi tìm hiểu xem là thể phủ định của thể hiện tại đơn thì mình sẽ dùng những cấu trúc câu như thế nào nhá. Thể phủ định là khi mà mình dùng những câu là tôi không làm gì ấy, hoặc là anh ấy không làm gì, hoặc là họ không làm gì ấy, thì đó là thể phủ định. Ok, let's go. Next. Đầu tiên chúng mình lại đi tìm hiểu xem là đối với những chủ ngữ I, you, we, they và những danh từ số nhiều thì mình sẽ có những cấu trúc câu nói như thế nào nhé. Ok, như ở bài trước thì mình học về thể khẳng định thì cô có câu là gì nhỉ? I play football, nghĩa là tôi chơi đá bóng. Còn khi mà mình muốn nói tôi không chơi đá bóng thì mình sẽ nói như thế nào? Ở đây con có thể nhìn thấy cô có câu I don't play football. I don't play football. Tôi không chơi đá bóng. Tôi không chơi đá bóng. Mình có câu là I don't play football. Ở đây con nhìn thấy nó có khác gì so với cái câu lần trước mình học ở thể khẳng định không? Nó có thêm từ gì nhỉ? Từ don't đúng không? Đó, từ don't này có nghĩa là không nhá. I don't play football thì mình sẽ thêm don't ở giữa chủ ngữ I và động từ chính của nó là động từ play nhá. Play ở đây mình có thể nhìn thấy nó vẫn giữ nguyên và nó không hề thêm s hay là es gì cả đúng không? Đó, mình chỉ cần thêm don't ở đằng sau I thôi là mình đã có câu phủ định I don't play football rồi. Đó, tiếp theo mình sẽ đi tìm hiểu đối với chủ ngữ you. Ở đây con có thể nhìn thấy câu này cũng gần tương tự đối với câu mình vừa mới học xong đúng không? Nó cũng có từ gì nhỉ? Đúng rồi, là từ don't. You don't speak English. Nghĩa là gì? Bạn thì không nói tiếng Anh. Đó, bạn không nói tiếng Anh thì mình cũng sẽ thêm từ don't ở đằng sau chủ ngữ you nhé. You don't speak English. Tiếp theo, đối với chủ ngữ we thì cũng tương tự với chủ ngữ I và chủ ngữ you. Mình cũng sẽ thêm từ don't ở đằng sau chủ ngữ we nhé. Và chúng ta có câu We don't visit our grandma on Sunday. We don't visit our grandma on Sunday. Nghĩa là gì? Chúng tôi không đi thăm bà của chúng tôi vào chủ nhật đâu. Mà chúng tôi đi đâu đây? Chúng tôi đi picnic. Tiếp theo, chủ ngữ they thì cũng sẽ tương tự đối với ba chủ ngữ bên trên là I, you và we. Và mình sẽ vẫn sẽ có từ gì nhỉ? Đúng rồi, đó là từ don't. Don't read. They don't read books. They don't read books. Họ đang làm gì đây? Họ không đọc sách mà. Họ chơi bóng rổ đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có câu They don't read books. Tiếp theo, đối với những chủ ngữ là danh từ số nhiều, tức là có từ hai người trở lên hoặc là hai vật trở lên, thì mình cũng sẽ dùng từ don't ở đằng sau chủ ngữ và đằng trước động từ nhé. Và mình sẽ có câu là gì? Tom and Anna don't play football. Họ làm gì nhỉ? Họ don't play football mà họ học đúng không? Họ học bài. Tom and Anna don't play football. Con nhớ là mình dùng từ don't ở đằng trước động từ nhé. Ok, vừa rồi là những chủ ngữ I, you, we, they và những danh từ số nhiều thì mình sẽ đi với từ don't, đi với động từ chính. Còn đối với chủ ngữ he, she, it và những danh từ số ít như thế này thì mình sẽ có cấu trúc câu là gì nhỉ? Chúng mình cùng đi tìm hiểu nha. Đầu tiên đối với chủ ngữ he, ở đây con có thể nhìn thấy sự khác biệt như thế nào đây? Mình không dùng từ don't nữa mà mình sẽ dùng từ gì? Đây là doesn't. Và mình sẽ có câu He doesn't drink beer. He doesn't drink beer. Ở đây anh ấy không uống bia. Mà anh ấy uống gì nhỉ? Coca. Vậy mình sẽ có câu He doesn't drink beer. Tiếp theo đối với chủ ngữ she cũng sẽ tương tự với chủ ngữ he nhé. Mình cũng sẽ có từ gì? Doesn't ở đằng sau chủ ngữ.
Và mình sẽ có câu She doesn't go to school. She doesn't go to school. Cô ấy không đi tới trường đâu. Nhìn hình ảnh này mình có thể đoán được cô ấy đi đâu. Cô ấy đi chơi. Và mình sẽ có câu She doesn't go to school. Tiếp theo đối với chủ ngữ it cũng sẽ tương tự với chủ ngữ he và she. Mình cũng sẽ có từ gì? Từ doesn't đi với động từ chính. Và mình sẽ có câu It doesn't start at 7 o'clock. It doesn't start at 7 o'clock. Nó không bắt đầu vào lúc 7 giờ. Ở đây mình có thể nhìn thấy đồng hồ không chỉ lúc 7 giờ đúng không con? Nó chỉ lúc 8 giờ. Và mình sẽ có câu It doesn't start at 7 o'clock. Tiếp theo đối với những tên riêng hoặc là những danh từ số ít như là chỉ có một người hoặc một vật thì mình cũng sẽ dùng tương tự đối với he, she và it. Đó chính là doesn't đi với động từ giữ nguyên, không có thêm s ở đằng sau nè. Mà tại vì mình đã thêm s ở từ doesn't rồi. Và mình sẽ có câu Henry doesn't play football. Henry doesn't play football. Henry thì không chơi đá bóng mà Henry chơi đánh cầu cơ. Và mình sẽ có câu Henry doesn't play football. Ok, vừa rồi là toàn bộ những cấu trúc câu ở thì hiện tại đơn đối với thể phủ định negative. Vậy thì về nhà chúng mình hãy sử dụng bản đồ này, sơ đồ này để mình có bài thuyết trình về thể phủ định của thể hiện tại đơn nhé. Con cũng sẽ làm tương tự đối với thể khẳng định của thể hiện tại đơn. Đầu tiên là mình sẽ đọc từng câu như thế kia, từng câu của từng phần một. Sau đó mình cũng sẽ lấy hai ví dụ. Một ví dụ đối với chủ ngữ ở phần này và một ví dụ đối với chủ ngữ ở phần he, she, it. Ok, chúc con có một bài thuyết trình thật là tốt nhé. Goodbye!